Thưa quý vị, thưa bà con, trong khi là giá lợn hơi đang có chiều hướng giảm thì giá thức ăn chăn nuôi lại tăng cao, làm giá thành sản xuất cũng tăng theo. Vừa bị giảm lợi nhuận, vừa lo ngại diễn biến dịch bệnh trên người và vật nuôi đều đang phức tạp. Người chăn nuôi tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai đang phải dần thu hẹp lại quy mô sản xuất của mình. Những ngày gần đây, giá lợn hơi cả nước và các tỉnh miền Nam đang trong xu hướng giảm, hiện dao động quanh ngưỡng 71.000 đồng đến 73.000 đồng một kg. Trong khi từ cuối năm ngoái, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng từ 20 đến 30%. Từ tháng 4 vừa qua, lại tiếp tục tăng thêm 3% so với quý 1 đầu năm. Hiện giá cám lợn thịt tại Đồng Nai bình quân vào khoảng 400 đến 420.000 đồng một bao 25 kg, tùy theo mua trả ngay hay mua chịu nợ. Tính ra, nếu nuôi an toàn sinh học thì giá thành mỗi ký lợn hơi sẽ vào khoảng 70.000 đồng. Lo ngại diễn biến giá cả và dịch bệnh thời gian tới, một số trại lợn tại Đồng Nai cho biết đang thu hẹp quy mô chăn nuôi. Dạ vâng, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay sẽ là những câu hỏi khác mà chúng tôi đã nhận được thông qua hệ thống tổng đài 1900-6145. Một câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Tuyến, số điện thoại 0382, 3 số cuối là 829 ở Hải Dương có hỏi như sau. Nhà tôi có nuôi 100 con thỏ, thỏ thì đang tách mẹ, nặng khoảng từ 2 cho đến 5 cân. Thỏ con và thỏ mẹ có dấu hiệu chướng bụng đầy hơi, đã chết 20 con, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Câu hỏi này chúng tôi xin được chuyển tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung ạ. Vâng, xin chào anh Tuyến. Thì với cái dấu hiệu lâm sàng như vậy, anh mô tả nó bị chướng bụng đầy hơi, thì phần lớn là do cái vi khuẩn thương hàn gây ra, tức là vi khuẩn Salmonella gây ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là để mà điều trị, bị bệnh rồi thì chúng ta cần phải điều trị. Thế điều trị thì chúng ta phải lựa chọn cái thuốc kháng sinh mà phù hợp để tiêu diệt cái vi khuẩn Salmonella. Ở đây có thể dùng cái thuốc Trimetoprim kết hợp với Sulfamethoxazole, hoặc là chúng ta dùng thuốc Fluoxetine, hoặc chúng ta dùng thuốc Ceftiofur, hoặc chúng ta dùng cái Enrofloxacin. Thì những cái thuốc này là thuốc đều mẫn cảm tốt đối với cái vi khuẩn Salmonella. Thế ở đây thì nên cho uống một lần trên ngày và cho uống liên tục trong vòng 5 ngày, điều lượng theo dẫn của nhà sản xuất. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng thuốc cho uống để tiêu diệt cái mầm bệnh, thì chúng ta cần phải nâng cao sức đề kháng bằng cách cho uống chất điện giải glucose, hòa vitamin tổng hợp và hòa men tiêu hóa. Bởi vì khi mà quá trình bị chướng bụng đầy hơi thế thì bản thân cái men tiêu hóa, cái khu hệ vi sinh vật có lợi trong đường tiêu hóa nó cũng bị thay đổi rồi. Cho nên chúng ta phải bổ sung thêm cái men tiêu hóa để nó cân bằng lại cái khu hệ vi sinh vật có lợi, thì nó sẽ nhanh chóng khỏi bệnh hơn và sức khỏe của đàn thỏ nó sẽ tốt hơn. Thế và tất nhiên là chúng ta phải thực hiện biện pháp vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi để diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Thế và ở đây thì có hai cái vấn đề trong chăn nuôi thỏ chúng ta cần phải chú ý. Một là chúng ta cần phải thực hiện vệ sinh tiêu độc thật tốt. Thứ hai là cho ăn chúng ta phải kiểm tra nguồn nước xem là bản thân nguồn nước có bị nhiễm Salmonella không. Bởi vì nếu bị nhiễm Salmonella thì cũng dẫn bị bệnh này. Thứ hai là cái nguồn thức ăn của ta có bị ô nhiễm không, chúng ta phải kiểm tra thật cẩn thận. Thứ ba là đối với thỏ thì nó có thể liên quan đến cái bệnh nữa là bệnh cầu trùng. Nếu bệnh cầu trùng thì chúng ta cũng phải định kỳ dùng thuốc cầu trùng để cho uống. Cụ thể đây là bay cốc 25% cho uống thì như vậy nó đem lại cái hiệu quả tốt hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Trương Văn Dung. Thưa quý vị, thưa bà con, từ Quảng Nam, một khán giả có số điện thoại 0393, 3 số cuối là 812, khán giả Nguyễn Văn Trâm có gửi đến chương trình một câu hỏi với nội dung. Gia đình đang nuôi tôm thẻ chân trắng được 2 tháng rưỡi tuổi và tôm có hiện tượng lột xác, không cứng vỏ nổi đầu. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả. Thì nguyên nhân của tôm bị lột xác ấy, mà không cứng vỏ là do nguyên nhân chính là bị thiếu canxi. Thiếu canxi trong quá trình lột vỏ thì nó không đủ cái hàm lượng canxi để nó tạo cái vỏ lớp vỏ cứng còn cho con tôm. Thì cái nguyên nhân là rất rủi ro cho vụ nuôi, và nếu mà mình không bổ sung kịp thời cái hàm lượng canxi cho ao nuôi ấy, thì con tôm sẽ rất dễ bị bệnh và sẽ tỷ lệ ao hụt đàn sẽ rất là lớn. Và cái cách khắc phục của cái hiện tượng này ấy, là bạn phải dùng cái vôi bột và mình té trực tiếp xuống dưới ao để tạo cái hàm lượng canxi cho trong môi trường nước để con tôm nó có hàm lượng canxi tốt để nó tạo thành cái vỏ cứng, trong quá trình lột vỏ thì nó không bị ảnh hưởng đến quá trình là nó không tạo vỏ và nó sẽ giảm thiểu cái tỷ lệ rủi ro trong quá trình nuôi của mình.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn đến từ chuyên gia thủy sản. Thưa quý vị, thưa bà con, tiếp theo là một câu hỏi khác, câu hỏi đến từ khán giả Hồ Đình Chiến, số điện thoại 0355 3 số cuối 718 ở Lâm Đồng, hỏi như sau. Đàn bò cái đang mang thai, có con mang thai 2 tháng, có con thì mang thai 4 tháng hoặc là 8 tháng. Trong chuồng nuôi có xuất hiện ruồi muỗi và sau khi mà khán giả phun thuốc B58 thì bò mẹ có hiện tượng đẻ non, xin hỏi cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia Trương Văn Dung ạ. Vâng, xin chào khán giả Hồ Đình Chiến. Thì tôi nghĩ rằng là khi anh dùng bất kỳ một thuốc gì để tiêu diệt cái côn trùng, mà cụ thể ở đây tiêu diệt ruồi, thì chúng ta đều phải xem rất kỹ cái tác dụng phụ của nó là cái gì. Đấy. Chứ không phải chúng ta, đặc biệt là khi mà bò nó đang có thời kỳ mang thai. Thế thì tôi nghĩ rằng đây là tác dụng phụ của cái B58. Nó tác động vào và nó gây hiện tượng là đẻ non. Đấy. Chính vì thế chúng ta cần phải dừng ngay cái việc sử dụng thuốc này. Còn nếu như mà để sử dụng cái thuốc diệt muỗi thì tốt nhất phải dùng cái han tốc, bởi vì cái han tốc này là nó ít tác dụng phụ hơn ngay đối với con người để mà tiêu diệt cái muỗi để mà gây bệnh sốt xuất huyết ấy. Thì người ta cũng dùng cái này để phun trong nhà và cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người. Thế thì chúng ta cần phải dừng ngay. Thế còn bây giờ nó đang bị cái hiện tượng như thế thì chúng ta nên dùng cái thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C, chúng ta tiêm bắp cho nó một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền để cải thiện hô hấp tuần hoàn, giảm thiểu cái stress đi. Hai là dùng cái thuốc bổ catechol 10%, tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 5 ngày liền để an thai và nó giúp cho cái sức khỏe nó tăng lên. Thế và có thể, nếu có thể được thì chúng ta có thể dùng cái thuốc gluco đẳng trương, tức là 5% ấy, chúng ta truyền qua tĩnh mạch cho những con bò đó, truyền qua tĩnh mạch cổ hoặc tĩnh mạch tai, nhưng mà thường là tĩnh mạch cổ thì sẽ tốt hơn. Đấy, và chúng ta truyền mỗi một lần truyền như thế được khoảng 1 lít. Đấy, và truyền 3 ngày liên tục thì nó hỗ trợ để giảm thiểu cái hiện tượng mà bị đẻ non hoặc là bị xảy ra. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia chăn nuôi. Thưa quý vị, thưa bà con, nấm linh chi thông thường phát triển tốt ở điều kiện nhiệt độ từ 22 cho đến 28 độ C. Tuy nhiên, những cây nấm linh chi khác thì lại có thể thích nghi trong điều kiện nhiệt độ là từ 20 cho đến 32 độ C, chính là giống nấm linh chi mà quý vị đang theo dõi trên màn hình. Như vậy là biên độ nhiệt độ đã rộng hơn gấp 2 lần. Không những thế mà chúng còn có sức đề kháng tốt hơn, ít bị nhiễm dịch bệnh hơn. Giống nấm này cũng đang được nhiều hộ nông dân trồng và đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Cánh nấm dày, cân đối và có màu nâu đồng nhất, tỷ lệ số bịch nấm cho thu hoạch chiếm gần như 100%. Đây là những ưu điểm mà ông Nguyễn Quý Vũ ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nhận thấy sau hơn 2 năm nhân trồng giống nấm linh chi GA2. Không nuôi trồng với một điều kiện chăm sóc bình thường thôi, thì tốc độ phát triển cũng như là cái hình thái quả để mà đạt được những cái gọi là yêu cầu về mặt thương mại cũng rất tốt. Đây là một trong những cái chủng nấm mà có thể nói rằng cái sinh lực giống nó rất là khỏe. Đây là một trong những chủng mà có biên độ dao động nhiệt rộng hơn, tức là nó ở cái ngưỡng khoảng từ 20 cho đến 32 độ C thì hệ sợi nấm vẫn sinh trưởng và phát triển một cách bình thường. Bên cạnh yếu tố giống để nấm linh chi GA2 sinh trưởng và phát triển tốt trong mùa hè, bà con cần đảm bảo duy trì 4 yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và độ thông thoáng phù hợp là nấm có thể phát triển tốt. Độ ẩm nhà nấm cần giữ ở mức tối ưu từ 65 đến 70%. Bằng cái cảm nhận là vào chúng ta không thấy ngồn ngoài, hay là cái điều kiện ban đầu chúng ta set up là phải có luồng khí vào, luồng khí ra, vân vân. Cứ 1.000 bịch nấm linh chi GA2 sẽ cho thu hoạch khoảng 75 kg nấm tươi, tương đương với 30 đến 35 kg nấm khô. Năng suất này gần gấp đôi so với các giống linh chi khác. Với giá bán trên thị trường dao động từ 400 đến 500 nghìn đồng 1 kg nấm khô, cứ 1.000 mét vuông nấm, bà con có thể thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng trên năm.